Xin chào mọi người, và nhất là các người bạn tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Đây là video clip mình chia sẻ về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Đinh Tị. Rất tiếc với mọi người tuổi Đinh Tị là như thế này, là đầu năm là mình sức khỏe không tốt, cái cổ họng nó không nói được nhiều, cho nên là mình không có chia sẻ cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của 2019 đối với tuổi của mọi người. Thì để bù lại thì mình sẽ nói kỹ hơn những cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của mọi người, để mọi người biết mà ứng dụng và tránh né trong cái năm người ta gọi là tam tai. Đặc biệt là đây là tam tai năm nặng. Để mình giải thích thế này, tam tai Tỵ Dậu Sửu là 3 tuổi sẽ chịu tam tai năm 2019, 2020, 2021. Thì năm đầu tiên là người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng, năm thứ hai là người tuổi Dậu và năm thứ ba là người tuổi Sửu. Vậy cho nên là đầu năm tới bây giờ thì người Đinh Tỵ gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là nam mạng với cái sao Kế Đô. Người ta nói với sao Kế Đô thì không xô cũng ngã, nó có nhiều điều rất là phiền toái ở trong cái cuộc sống, gặp nhiều cái trắc trở trong công việc cũng như là đời sống hôn nhân gia đình. Các chị nữ thì cũng có thể là nói là tốt đẹp hơn. Vì sao? Vì với cái sao Thái Dương chiếu mạng, dù gì đây là năm tam tai nhưng mà có sao Thái Dương chiếu mạng, một cái ngôi sao hành họa cực mạnh, có thể nói là đối với cái người mà Bính Thìn và Đinh Tỵ thì mới chịu nổi thôi, cái sức mạnh của cái sao Thái Dương thôi, chứ còn những người khác thì không chịu nổi đâu. Chính vì vậy thì người Đinh Tỵ gặp khó khăn, gặp trục trặc, gặp buồn phiền, tuy nhiên nó không quá lớn lao ở trong cái năm này. Từ đầu năm đến giờ thì mình sẽ xét sơ sơ thì nam mạng thì gặp sao Kế Đô, hạn là địa võng nhiều âu lo, tuy nhiên vận niên là dương hồi ngạn, tức là dê về suối, vẫn có cái điều tốt đẹp. Thiên can chữ đinh gặp chữ kỷ thì gọi là bình hòa, không có tương khắc nhau. Tuy nhiên Tỵ gặp Hợi là vào năm tam tai và cũng là năm lục xung của địa chi, cho nên gia đạo rất là phiền toái. Thì đó là nam mạng. Con nữ mạng là sao thì có may mắn danh lộc tốt, đó là sao Thái Dương. Thì hạn gặp hạn địa võng cũng nhiều việc lo âu buồn phiền. Vận niên thì cũng giống như nam là gặp dương hồi ngạn, thiên can địa chi thì cũng giống nhau, đặc biệt địa chi của người nữ là Tỵ gặp Hợi tam tai bất an, rất là nhiều điều không có tốt đẹp xảy ra. Thì vận vào hôm nay đã là cuối tháng 5 thì mình thôi, thì còn tháng 6, do là mình chưa làm 6 tháng đầu năm, mình sẽ nói sơ về tháng 6. Người Đinh Tỵ mà gặp tháng 6 đó là như sau. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Tân Mùi. Tháng 5 là tháng Canh Ngọ, hai tháng này là cực thổ, cho nên là người mệnh thổ là Đinh Tỵ không có sợ về bổn mạng. Thì tuy nhiên là chữ xét về thiên can là chữ đinh của các anh các chị đó là khắc chữ tân. Hai các bạn đinh nó khắc tân thì công việc nó sẽ đem về rối rắm chứ không có suôn sẻ đâu. Dù rằng là thấy là hai phan gặp mình mệnh thổ gặp thổ vượng chắc ngon, nhưng mà đinh nó khắc tân thì không có ok. Tỵ với Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau, cho nên có thể nói rằng là tháng 6 vẫn là tháng không có nhiều điều tốt đẹp về công việc cho nam lẫn nữ đối của cái tuổi Đinh Tỵ đâu. Nhớ cẩn thận nhé. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân. Nhâm Thân thì là thuộc kim, như vậy xét về trụ mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng bị yếu, cần cẩn trọng. Đặt ba sức khỏe đã bị năm tương khắc, đó là mộc khắc thổ của các chị, bây giờ tháng lại sinh xuất nữa, thì những người nam mạng dưỡng sao Kế Đô nhớ để cẩn thận ha. Kế Đô không xô cũng ngã, coi chừng nha. Rồi xét về địa chi, Thân Tỵ, dần Thân Tỵ Hợi, Thân Tỵ
nếu như mà xét thường, mà theo lẽ thường, những cái tuổi mà sát nhau trong tứ hành xung là lục xung. Tuy nhiên là cái riêng cái tứ hành xung dần thân tỵ hợi này rất là lạ, thân với tỵ đồng thời là lục xung mà cũng là lục hợp, cho nên là biến chuyển của cái tháng này còn tùy vào cái tháng sinh của cái người đinh tỵ để mà biết được là hợp hay xung. Cho nên là thức xét về tháng 7 mà xét chung á, thì là thân tỵ thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tốt, công lẫn cho công việc hỗ trợ. Rồi thiên can chữ đinh hợp nhâm, thuộc nhóm lục hợp, chủ về chữ nhân, cho nên là có thể nói nếu tháng 7 âm lịch mình có kết nối lại với nhau ở trong công việc vẫn tốt đẹp, thậm chí đỡ đần hơn cho các anh và tốt cho các chị ha. Với tháng 7 thì phải để ý bổn mạng thôi, chứ còn thiên can thì được lục hợp, ngũ hợp, địa chi thì được lục hợp, chắc chắn tháng 7 sẽ hanh thông, đỡ buồn phiền. Nhưng mà bổn mạng nhớ cẩn thận, nếu có xảy ra va quẹt ở tai nạn ở trong này thì khó giữ bổn mạng, đặc biệt là với các anh em. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, sẽ giống như tháng 7, bổn mạng sức khỏe bị sinh xuất, thì sức khỏe bổn mạng có vấn đề yếu, cho nên là phải cẩn thận giữ gìn. Thiên can chữ quý thì khắc chữ đinh, tháng khắc thiên can công việc sinh rối rắm, dễ vương kiện tụng, đặc biệt là vào năm tam tai mà tháng gặp tháng tương khắc thì công việc rối rắm lắm. Bổn mạng thì bị sinh xuất, phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng yếu đi, không tương trợ gì cho mình nhiều. Nhớ nha các anh nam nha, với sao kế đô, người ta nói nam mạng những sao kế đô, ngoài cái việc làm ăn khó khăn, không tốt đẹp, không xô cũng ngã, cho nên là đừng có để mình ngã nha, ngã là mệt lắm á. Địa chi là tỵ dậu, tỵ gặp dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn tốt cho các cái quan hệ xã hội. Như vậy nếu như trong cái tháng 8 này gặp rắc rối khó khăn, chắc chắn sẽ được có quý nhân, có mối quan hệ giúp đỡ cho mình để mà vượt qua phần nào. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, đó là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa. Như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, bổn mạng thì được tương sinh, tốt cho sức khỏe mà còn có lợi cho các phúc tinh và tài tinh hưởng lợi, vì thế nó phát huy cái tác dụng của nó ha. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của giáp là mộc, đinh là hỏa, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh, mộc sinh hỏa, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc ở trong cái tháng 9 với thiên can này. Địa chi tỵ tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, như vậy tốt đẹp. Vậy tới tháng 9 là thấy ngon rồi ha, chuyển qua tháng từ tháng 8 thấy đỡ đỡ hơn, bắt đầu tới tháng 9 là thấy mình em rồi đó. Tuổi đinh tỵ của các bạn là tới tháng 9 là thấy em rồi, với bổn mệnh được tương sinh, phúc tinh tài tinh tốt. Thiên can thì nạp âm ngũ hành được tương sinh cũng tốt luôn. Tỵ tuất của địa chi thì không xung không hợp là ngon lành. Tiếp tục đến tháng 10 thì sẽ như thế nào? Tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi. Xét về mệnh, Ất Hợi là hỏa, cho nên sẽ cũng giống như tháng 9 là bổn mạng được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh được hưởng lợi. Ất đinh cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mà Ất thì mộc, đinh thì hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, tốt luôn. Mệnh và thiên can ngon lành. Tuy nhiên địa chi thì không được như vậy. Địa chi tỵ hợi là lục xung. Lục xung là như đã nói ở nhiều video trước, là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, cho nên gia đạo sẽ nhiều rối rắm, các mối quan hệ sẽ gây ra phiền hà. Coi cẩn thận ha, đặc biệt là các anh nam cẩn thận những cái người thân quen xung quanh sẽ gây ra phiền toái cho mình, đừng quá tin người ở trong cái khoảng tháng này thì tốt đẹp hơn. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý, một tháng thủy. Như vậy mệnh là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng,
bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can bính đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tỵ tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy tháng 11 công việc và gia đạo không vấn đề, nhưng phải để ý với bổn mạng một tí xíu nha. Rồi tiếp tục là tháng 12 âm lịch, tức là tháng chạp. Tháng này là tháng đinh sửu, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy bổn mạng cũng không khác gì tháng 11 y chang ha. Thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Bổn mạng mình hơi yếu một chút ha. Mà hơi yếu như vậy á thì các chị sao thái dương không có vấn đề, nhưng các anh sao mà cái đô là đề phòng bệnh nạn nha. Rồi thiên can chữ đinh của đinh sửu với chữ đinh của đinh tỵ là đồng hàng, công việc hanh thông không có vướng chướng ngại. Rồi tiếp tục là địa chi sửu tỵ nằm trong nhóm tam hợp tỵ dậu sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho các mối quan hệ trong xã hội. Vui vẻ, hy vọng rằng tháng 12, tháng mà giáp Tết này sẽ đem đến nhiều niềm vui, gọi là dễ thở hơn cho những con một năm tam tai đầy khó khăn đối với người tuổi đinh tỵ. Như vậy thì tháng 11, tháng 12 chỉ chủ yếu coi sơ về cái phần để ý về phần sức khỏe, đặc biệt là đối với các anh nam. Còn nữ mạng thì mình nói là sao thái dương chiếu mạng khó có vấn đề về sức khỏe lắm, chỉ cảm thấy bệnh ở trong người, cảm thấy không khỏe thôi, chứ còn không đến nỗi nào là có. Nữ thì suy yếu, nhưng mà nam là nguy nan ha. Người ta nói suy yếu là chỉ bệnh rồi này kia thôi, nguy nan là có thể mất mạng nha. Nói trước cái mình nói thì xấu mình nói xấu, tốt mình nói tốt. Như vậy thì với 6 tháng vận hạn 6 tháng cuối năm, người đinh tỵ cũng còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón. Bên cạnh một vài cái tháng có cái tín hiệu tích cực, tổng chung lại của năm á, thì người đinh tỵ sẽ khó có cái nhiều điều tốt đẹp ở trong năm nay, đặc biệt là các anh nam. Các chị nữ thì công việc không vấn đề, nhưng mà chủ yếu phần gia đạo và sức khỏe thì phải để ý một tí xíu ha. Nam mạng với sao kế đô là không xô cũng ngã, cho nên là đề phòng nhiều điều, đặc biệt là có cả những cái người thân tín đâm sâu lưng mình. Hy vọng rằng là với cái thông tin mình vừa chia sẻ, mọi người đinh tỵ ứng dụng được trong cuộc sống để mà vượt qua những cái năm 6 tháng cuối năm tam tai nặng của mình một cách. 6 tháng cuối của năm tam tai nặng nha, chứ không phải là mình nói là năm nay là năm tam tai cuối của mọi người đâu. Mọi người sẽ phải còn 2 năm nữa của tam tai, đó là 2020 và 2021. Tuy nhiên là năm nay nặng thôi, 2020 nhẹ hơn, 2021 nhẹ hơn nữa ha. Đó. Nếu như mọi người xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like, nút like là lúc này nha, và chia sẻ cái video này cho mọi người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để mà vượt qua nó một cách trọn vẹn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.